Ngày 10 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Hà, huyện Tân Châu đã bắt giữ đối tượng Lê Bá Liêm, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Đây là đối tượng bị công an truy nã từ cuối năm 2010. Tại cơ quan điều tra, Liêm khai vào năm 2010 đi làm cơ khí ở Hà Nội có đánh nhau với người làm chung. Liêm nghỉ về quê, sau đó ra lại Hà Nội nhậu với bạn bè và cùng quay lại chỗ làm cũ đánh người mâu thuẫn với mình gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Liêm đã bỏ trốn đến Bình Dương làm công nhân được 2 năm, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh làm mướn 1 năm. Sau đó đến xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh, hành nghề buôn bán và cưới vợ sinh được một người con gái. Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Bá Liêm về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi xác định bị can Liêm bỏ trốn, ngày 28 tháng 12 năm 2010, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã đối với Liêm. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, cùng ngày, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tây Ninh đã bàn giao Lê Bá Liêm cho Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn cho rằng Việt Nam đã cho thấy tinh thần nỗ lực đến cùng. Với kết quả mà đội tuyển Việt Nam vào vòng 3 thì tôi nghĩ là các trận đấu của vòng loại lần này để giới thiệu cho bóng đá của châu Á cũng như bóng đá thế giới là cái tinh thần thi đấu Việt Nam chúng tôi là không bao giờ từ bỏ. Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Van Marwijk đánh giá đây là trận đấu hay nhất của UAE ở vòng loại thứ hai. Từ trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã xác định đây là một trận đấu không dễ dàng. Tôi rất tự hào về kết quả và thành tích này. Trận đấu do Việt giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam có thể là trận đấu hay nhất của UAE. Lễ bốc thăm chi bảng của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6. Dự kiến, vòng loại thứ 3 sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, tối qua, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở karaoke hoạt động lén lút trong mùa dịch. Điều đáng nói là vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng hát có hai nữ nhân viên khỏa thân phục vụ khách. Khoảng 22 giờ 30 tối qua, Công an thành phố Biên Hòa ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke TH, địa chỉ tại phường Tân Phong. Thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang mở nhạc với khoảng 20 khách và nhân viên. Tại một phòng hát có hai nhân viên nữ thoát y nhảy múa phục vụ khách. Các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an phường làm việc. Các nhân viên thoát y khỏa thân khai nhận đã thỏa thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nói trên với mục đích thu hút khách và được nhận tiền bo. Lực lượng công an xác định cơ sở karaoke TH đã mở cửa đón khách bất chấp quy định của tỉnh Đồng Nai về tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại Tiền Giang, đến tối qua, Công an thành phố Mỹ Tho vẫn đang tìm kiếm nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nhảy qua cầu Rạch Miễu gieo mình xuống sông Tiền. Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 6, anh Phan Hoàng Tính, sinh năm 1995, điều khiển xe máy chở theo một người bạn đi trên quốc lộ 60. Trong lúc xe qua cầu Rạch Miễu, thì anh Tính dừng xe, bất ngờ leo qua lan can của thành cầu và gieo mình xuống sông Tiền. Do vụ việc diễn biến quá nhanh nên người bạn đi chung đã không kịp phản ứng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và khẩn trương truy tìm nạn nhân. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa được phát hiện đã tử vong trong một vườn tràm tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khi được phát hiện thi thể của nạn nhân đang bị phân hủy. Khoảng 15 giờ 30 phút chiều hôm qua, một người đàn ông vào vườn tràm bên cạnh đường N17 để lấy củi. Khi vào bên trong khoảng 20 mét thì phát hiện thi thể của nạn nhân. Quá hoảng sợ, người đàn ông hô hoán người dân xung quanh và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an phường Thái Hòa đã có mặt phong tỏa khu vực. Ghi nhận tại hiện trường, trên bụng của nạn nhân có một con dao nghi bị sát hại. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người dân khu vực xung quanh để điều tra làm rõ vụ việc. Kính thưa quý vị, sau chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE, tối qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lên máy bay về nước và theo dự kiến sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Trước đó, Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý đối với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với các thành viên đội tuyển Việt Nam về nước từ UAE. Theo đó, thành viên đội tuyển đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với virus SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày. Sau đó, thành viên tiếp tục cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Quy định của Bộ Y tế dựa trên nhiều yếu tố an toàn khi đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 khi thi đấu tại UAE. Việc chỉ phải cách ly 7 ngày sau khi về nước giúp các cầu thủ tuyển Việt Nam có thêm điều kiện thuận lợi để sớm tập luyện và thi đấu trở lại, đảm bảo duy trì thể lực và phong độ nhằm hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chiếc xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát 62C13938 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Theo điều tra ban đầu, phương tiện bị mất thắng đã tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Quang Đức rồi tiếp tục lao dùng dục trên đường hơn 1 km. Hậu quả, một xe khách, hai xe tải, hai xe máy lần lượt bị chiếc xe này tông trúng. Xe khách do ông Phan Minh Đức, 53 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe chở chừng 10 hành khách đã mất lái lao sang bên đường, tông vào nhiều mái che tường rào của một số nhà dân. Ông Nguyễn Quang Thủy, 67 tuổi, chị Phạm Thị Hồng, 39 tuổi, cháu Trịnh Bá Khanh, 14 tuổi, là các nạn nhân đi trên xe máy. Sau cú tông vào xe của chị Hồng, chiếc xe tải lật nghiêng trượt một đoạn dài trên đường rồi dừng lại. Dù tai nạn kinh hoàng khiến cháu Khanh và một người ngồi trên xe tải tử vong, bốn người khác bị thương rất nặng. Theo một số người dân địa phương, dù tai nạn giao thông xảy ra rất nhanh, nhiều người trở tay không kịp và quá hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc. Thưa quý vị, dự kiến chiều nay ngày 19 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho đội ngũ y tế tham gia chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Tổng cộng 5.160 nhân viên y tế thuộc 1.032 đội tiêm từ 547 đơn vị gồm bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám tư tham gia tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đội tiêm gồm ít nhất 5 nhân sự có trình độ chuyên môn, gồm một bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm vaccine, một bác sĩ và một điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm. Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên. Nhân viên thực hành tiêm chủng phải có trình độ từ trung cấp y học hoặc trung cấp điều dưỡng, hộ sinh trở lên. Chủ trì tập huấn đội ngũ triển khai tiêm chủng là phòng nghiệp vụ y thuộc Sở Y tế, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tập huấn sẽ được trực tuyến từ trung tâm điều hành thông minh của Sở Y tế kết nối với các đơn vị. Chiều ngày 17 tháng 6, 836.000 liều vaccine COVID-19 đã nhập kho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Với số vaccine này, dự kiến khoảng gần 1 triệu người sẽ được tiêm trong 5 đến 7 ngày tới. Sáng nay, Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có thêm 94 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 40 ca, Bắc Ninh 15 ca, Nghệ An 13 ca, Bình Dương 12 ca, Bắc Giang 9 ca, Tiền Giang 3 ca, Hà Tĩnh và Đà Nẵng mỗi nơi 1 ca, trong đó 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Từ chiều qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ngày 19 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đây là thông tin sai sự thật. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, mặc dù dịch bệnh trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát của thành phố. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật và bình tĩnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đồng thời, khi tiếp nhận thông tin cần chọn lọc từ các nguồn chính thức, không lan truyền những thông tin chưa được xác thực, thông tin sai sự thật gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Và thành phố cũng khẳng định đảm bảo cung ứng nhiều yếu phẩm đồ tiêu dùng thiết yếu cho người dân, vì vậy việc tích trữ là không cần thiết.